Xin chào tất cả anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu máy soi mới hai tay cầm, máy phay, nó gọi là máy phay hai tay cầm mới của thương hiệu Cofix, với công suất của nó là 2200W và mã của nó là CFR002. Đây là hàng mới của thương hiệu Cofix nhé. Và mình sẽ tiếp tục những cái video về sản phẩm của thương hiệu Cofix luôn. Nó là một series rất nhiều các sản phẩm. Bên trong máy đầu tiên thì mọi người sẽ thấy phiếu bảo hành của công ty Comi, Comi Việt Nam này. Và đây là sách hướng dẫn và đúng rồi. Và đây là một quyển list những cái sản phẩm của thương hiệu Cofix. Và đây là chổi than. Cữ máy này. Nói chung là cũng giống như các máy phay gỗ hai tay cầm khác thì cũng có những cái phụ kiện cơ bản để mọi người mua về là có thể là lắp ráp và hoàn chỉnh luôn. Đây, như là đầu kẹp này, được tặng hai cái đầu kẹp. Con này là cốt 12-7 nhá. Bộ dụng cụ để tháo lắp. Logo Cofix ở phía trên. Cái này là làm bằng hợp kim, nhìn là rất là đẹp luôn. Đó, hai tay cầm này. Đây là cái cỡ đo độ sâu tối đa mà nó có thể phay được ấy, thì đây như thước ở đây thì nó sẽ là 5, nhưng mà kéo dài thêm mũi nữa sẽ là tầm khoảng 7 nhá mọi người. Đây, thông số cơ bản nó phía đằng sau này. 2200W này, cốt 12-7 này. Tốc độ từ 9000 đến 23.500 vòng như 1 phút. Serie number của máy. Công tắc thì nó sẽ nằm ở góc chỗ này. Với Cofix thì là cái màu sơn của nó sẽ là màu cam với màu đen. Hai màu nó kết hợp lại với nhau. Bên dưới đây là cái đế này. Nói chung thì cấu tạo cũng đơn giản thôi, nó cũng giống như những dòng máy soi hai tay cầm khác. Đây là dòng mới nổi của Cofix này. Đây để mình bật tiếng máy luôn cho anh em cùng nghe nhé. À, bên trên này nè, con này nó có chỉnh tốc này mọi người này. Đây, chỉnh tốc độ ở phía bên trên đây. Đó, nghe tiếng máy đây. Đó. Hàng chuẩn của Cofix, đây là mã mới nhất mà mình sẽ review tới cho mọi người trong cái buổi giới thiệu sản phẩm trong ngày hôm nay. Là anh em nào đang có nhu cầu muốn liên hệ, muốn sở hữu cái dòng máy phay gỗ hai tay cầm này của thương hiệu Cofix với công suất của nó khủng là 2200W thì có thể liên hệ tới số điện thoại mình để góc bên dưới màn hình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.